nhớ Ricky OTD. Nhà hàng chưa kịp đem ra món khai vị thì tin nhắn điện thoại kêu anh về nhà đi. Là sao? Chưa kịp tàn, đang vô cùng lũ bạn. Ngoài đường thì đông đúc, ôi đường về thật gian nan. Anh sợ cái đèn đỏ, anh chờ cái đèn xanh. Em gọi anh về liền, không là đợi anh tàn canh. Anh vượt qua ngã tư, ngã năm, ngã bảy, rủ rê nắng trên vỏ qua cả thảy. Em quá đang lắm luôn, cứ ý đẹp là có quyền. Nhưng mà chờ xíu đi, quẹo phải tới liền nè baby. Tại sao cứ ngóng trông anh?